giời ơi, lau cặt khô này mà bàn xanh được à? Lau nhanh lên, cút 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 đi ra kia đi. Nhìn bực mình, ghét thế chứ. Này, em lấy anh bao nhiêu năm rồi, sao suốt ngày anh cứ mắng mỏ em thế hả? Cô biết tại sao suốt ngày tôi chửi cô không? Đúng, em đã làm gì sai? Anh ghét em lắm à? Ghét, chả ghét đi. Mà tôi trước khi giảng dạy cho cô thì tôi hỏi cô có biết đam mê là gì không? Đam mê là cái gì? Đấy, biết ngay mà. Những người không có đam mê như cô thì là sao mà hiểu được hả? Đam mê là gì? Là một thứ mà con người ta có thể từ bỏ tất cả để chạy theo đam mê, đúng không? Mà đam mê của tôi là gì? Đam mê của tôi là chửi. Đấy, tôi chửi cô là chỉ vì đam mê thôi, đúng không? Chửi vì đam mê. Chửi em vì đam mê á? Anh chửi em xong mà có thấy vui không? Chửi cô thì chả tốt hơn. Tôi chả tốt hơn, gia đình chả tốt hơn, mà kinh tế cũng chả tốt hơn. Nhưng mà được cái là tôi được trải lòng với đam mê rồi. Mà tôi chửi cô là sướng mồm đã, đúng không? Anh bật lên tay. Hôm nay bật à? Bật tay tay kìa. Cút, đi đâu cơ, nhanh, không phải chửi đâu. Bật tay tay người một rưỡi. Đồ đem hết đây. Anh ơi, không có gì đâu anh ơi. Không có à? À, không có à? Anh ơi, tháo ra. Anh ơi, anh tha cho em. Ở nhà em còn mẹ già con nhỏ nữa, anh đừng cướp của em. Tôi xin anh đấy. Tháo ra. Ôi anh ơi, hay bây giờ anh hiếp em đi. Anh đừng có cướp của em có được không? Hiếp mày á? Tao mà phải hiếp cái loại như mày á? Ngươi, tháo ra. Vâng, anh bình tĩnh. Bây giờ em tháo đấy ạ. Chuyện mình nói với chú. Chuyện gì? À, em bảo này, từ ra. Nhìn danh sách của em mời có một chuyện khác cơ. Chuyện gì? Chuyện cái đám cưới của chú á. Ôi, tưởng gì? Em bảo này, danh sách em lên hết rồi đúng không? Bây giờ cô bàn á, cô bàn phút một xong luôn. Nhà mình có tiền mà, lo gì? Hả? Không phải. Có chuyện gì nữa? Anh không lo về chuyện đấy mà anh lo về cái vấn đề là chú không đủ vững tâm lý để chuẩn bị đối mặt với những cái gì sắp xảy ra. Là sao? Ồ hay, làm đàn ông á, mới lấy vợ không đơn giản như chú nghĩ đâu. Nó khổ lắm. Im khổ, trời ơi, sướng của mẹ khổ. Thế thì để hôm nay anh sẽ khai sáng cho cái đầu óc tăm tối của chú. Anh sẽ cho chú sáng mắt ra. Hôm nay anh sẽ tặng chú một bài thơ, nghe chưa? Tên thơ rồi. Ngươi xài, chuyện kỳ này nhá. Anh đọc cho chú nghe, chú ngẫm từng câu từng chữ của anh rồi. Chiều chiều nghe bìm bìm kêu, lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi. Ban ngày làm việc tả tơi, ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường. Nằm chung thì nó bảo chật giường, mà nằm riêng thì bảo tơ hương con nào. Mặt chú sao vậy? Sao lại chân ngược lên như lợn luộc? Còn nữa đây này, lãng mạn thì nó bảo tào lao, mà đứng đắn thì lại bảo người sao hững hờ. Khù khơ thì bảo là trai tơ, mà khôn nanh thì bảo hái mơ bao lần. Đấy. Ê.
Có cái mùi gì nó khăm khăm quanh đây ấy nhỉ? Thầy meow, thầy meow. Trời ơi, lại cô à? Hôm nay thầy lại đổi địa điểm khác rồi thầy. Nó gọi là đi vi hành thì nó phải đi khắp nơi chứ lệ. Nhưng mà thầy ở đâu rồi em vẫn biết là thầy ở đây. Chắc là nó gắn cái định vị vào đít mình rồi. Thế nào, hôm nay ra đây có cái việc gì? Em bên đây. Mấy hôm vừa rồi không biết là có trúng tiền tỷ hay không mà chả thấy tạ lễ thầy gì cả nhờ. Thầy nhắc đến em lại buồn hơn. Lúc đấy mà em lại nói thật với thầy là có 9 đồng bồ này có phải là trúng không? Nhưng mà chi thiền cơ. Chuyên cơ, chốt lắm, ngu lắm. Ngu lắm. Nên là em hôm nay là sang đây để tâm sự thật với thầy. Và sau cái vụ đấy là em đã bán hết nhà cửa, nợ nần chồng chất. Nên là thằng chồng em nó bỏ em rồi. Bỏ rồi, ra đường rồi. Trời ơi. Thế nên là đợt này em đã quyết định đi lấy thằng chồng mới. Nhờ thầy là xem nó là người như thế nào. Lấy chồng mới hả? Thế là ý muốn xem tương lai của nó có ngon lành không để con chén chứ gì. Không, em là em biết quá khứ của nó cơ. Quá khứ? Tương lai. Cái kinh nghiệm hàng chục năm làm thầy của tôi này, chưa có ai xem quá khứ đâu đấy. Bởi vì sao? Em xem quá khứ của nó để biết được quá khứ của nó như thế nào. Và em sẽ là người quyết định tương lai của nó. Thầy, ô thầy meo, nhận là thầy meo có phải không ạ? Ai vậy? Ô, sáng thầy nhặt lá ở ngoài công viên, chiều thầy lại đá ống bơ ở đây ạ? Nữ à, người ta chờ nữ mãi. Đặt bàn tọa xuống đi con. Thầy, con đến đây để nhờ thầy giúp một việc ạ. Có việc gì? Nói đi. Cái chị ở cùng khu quan. Nữ đến đây để hỏi về đường tình duyên có đúng không? Ui, sao thầy giỏi thế? Sao thầy biết thế ạ? Thế à? Thế thì để thầy xem cho nhá. Thầy xem tay hay là xem bói bài ạ? Ôi trời, ta để ta không xem tay mà cũng chẳng xem bài. Thầy là thầy chỉ xem ngực. Ui, thầy định sờ ngực con ạ? Không, thầy chỉ cần nhìn ngực để thầy phán. Thầy nhìn ạ? À? Đây, vậy thầy nhìn đi. Xem nào. Thật ra họ thằng này chịu đầu tư thế. Ra rồi. Thế nào thầy? Nữ là nữ đang quen với một anh mà chuẩn bị đi đến hôn nhân, có đúng không? Thầy giỏi quá, sao thầy biết ạ? Con cũng đang định đến xem thầy để tiến tới hôn nhân với anh ấy ạ. Không biết là có hợp nhau không? Trời ơi, tiến tới chứ còn gì nữa. Hai người rất là hợp nhau. Lấy nhau về gọi là sung túc đầy nhà, tiền tài ngập mặt luôn, rồi nhà cửa sung sướng đến trọn đời. Thật không ạ? Thầy có nhầm lẫn gì không? Nhầm là nhầm thế nào? Sáng nay nó vừa đưa tiền cho tao bảo nói y thế mà. Như nào thầy? Thầy bỗng nhiên thầy lại đi vi hành đây. Lúc khác nhá. Nhá. Nhất tiền à? Cái thằng thầy bói dởm kia nhá, chúng mày thông đồng với nhau để lừa bà mày đấy à? Cái thằng xỏ lá ba que à? Đã thế thì không cưới xin gì hết. Mười bảy. Bốn nhân bốn bằng mười bảy. Tôi đã bảo là 17. Mười bảy. Mười sáu. Bốn nhân bốn bằng 17. Bố cũng đến chịu mày đấy. Bố mày dám bảo 4 x 4 = 17, bố mày cũng chịu mày đấy. Này nhá, anh đừng có sỉ nhục tôi nhá. Mặc dù là tôi là thất học đấy, nhưng mà trong cái việc tính toán là tôi rất là kỹ lưỡng và chính xác. Wow. Anh đừng có sỉ nhục tôi. 4 x 4 = 17. 16. Ngu à, 17. 16. Ngu. Anh à, em nhờ anh phân xử pháp. Anh phán một câu mẹ chuẩn cho em cái. 4 x 4 = bao nhiêu anh? 4 x 4 = 17, đúng rồi. Ông này giả tiền nước thì còn gì nữa. Đấy, thấy chưa? Tôi nói đúng mà. Anh là cái đồ đã ngu rồi cứ thích thể hiện cơ. Đấy, đi mà trả tiền nước. Đây. Này, cái
cái thằng mặt ngu nha. Nhìn mày đeo kính trí thức quá đấy. Mày phải mấy bằng đại học nhờ. Thế mà mày dám phát biểu ra là 4 x 4 là 17. Bốn chữ mày. Mày mới là cái thằng ngu ấy. Đã biết thừa 4 x 4 là 16 rồi, còn đi cãi nhau với nó. Nó là ngu rồi, mày cãi nhau với nó, mày còn ngu hơn nó. Trời thì nước là đúng rồi. Trời đất. Ngày hát loạn. Lần trước gặp cậu, lần này cũng gặp cậu. Suốt ngày gãy chân gãy cẳng. Chân cẳng làm sao mà không biết. Phải cẩn thận vào chứ. Cái chân ý, nó như là cái mấu tre, cậu hiểu không? Vỡ một lần rồi, bó bột một lần rồi. Nó rất là giòn, cậu hiểu chưa? Bây giờ vỡ thêm một lần nữa, chỉ có mà lứt bò thôi. Thế phải sao phải cẩn thận vào nghe chưa? Mà nguyên nhân gì mà suốt ngày gãy chân đấy hả? Tại tối hôm qua em đang ngủ với vợ em trên phòng ấy. Thế là không biết cái thằng chó nào đi gõ cửa. Thế là vợ em nó mới hét toáng lên. Nó bảo là ôi chết rồi, chồng em về. Thế là vợ cậu ngoại tình đấy. Cái con vợ ấy phải bỏ ngay đi. Thế là hai người gặp nhau, đánh nhau. Cậu bị nó đánh cho gãy chân đi gì? Không phải. Còn chuyện đấy cái trò chuyện nào nữa mà không phải. Không phải lại, nếu mà không phải. Thế là vì sao? Tất cả tại cái thói quen ấy. Em cứ tưởng là em ngủ với vợ thằng khác, chồng nó về. Thế là em nhảy qua cửa sổ xuống gãy bàn nó chân. Anh ơi, cho em hỏi ở đây có ai ngồi chưa ạ? Anh ơi, cho em hỏi là ở đây có ai ngồi chưa ạ? Anh ơi, anh ơi, cho em hỏi ở đây có ai ngồi chưa ạ? Chưa có ai ngồi đâu, ngồi đi. Bố thằng điếc. Anh ơi, anh bị điếc cả, ngây ngang thôi. À, ngây ngang à? Thế anh bị điếc lâu chưa? Bị lâu rồi. Mà đây, anh nghe nhạc à? Ầu hết lỗ tai, đúng là thằng điếc. Mày hỏi đèo tao à? Không. Em thấy giống tai phone mà. Máy trợ thính của tao đấy. À, máy trợ thính à? Ừ. Anh mua máy trợ thính bao nhiêu tiền đấy? Có nhiều loại lắm. Hỏi làm gì? Cả là bố em cũng bị ngây ngang như anh. Em định mua tặng bố em một cái. À, thế thì có nhiều loại lắm. Loại 10.000 này, 20.000, 50.000, 100.000, đến cả 20 triệu cũng có. Thế à? Thế cái loại của anh là bao nhiêu tiền? 50. 50 á? Sao rẻ thế? Em xem được không? Được. Đây. Đeo cái tay khô này. Này, cái máy trợ thính đâu? Không có máy. Không có máy thì nghe kiểu gì? Không biết nghe à? Thế để dạy nhá. Thế này, mày chỉ cần đút vào tai thôi là xong. Thế thì nghe kiểu gì? Mày chỉ cần đeo vào thôi thì thằng nói chuyện với mày tự khắc phải nói to lên, thế là nghe được mà. 50 chỉ thế thôi. Xem được không? Thôi, tôi lại bố. Mặc dù nhà anh không giàu như nhà thằng bạn anh, nhà anh không có nhiều nhân viên như nhà nó, mẹ anh cũng không cất nhiều vàng như mẹ nó, nhà anh cũng không có nhiều vàng như nhà nó, anh cũng chẳng có siêu xe như nhà nó, nhưng mà anh có một trái tim yêu em thật lòng. Anh có món quà tặng em nhận nhé. Thật anh? Anh xin thề là có bụi tre để làm chứng, anh yêu em. Ừ, thôi thôi, anh không cần phải thề đâu. Nếu mà anh yêu em thật lòng ý, thì em chỉ cần anh cho em. Anh có thể dành tặng cho em cả tấm thân này của anh luôn. Ừ, thôi thôi. Cái tấm thân của anh thì em lấy làm gì? Em chỉ cần anh cho em số điện thoại và địa chỉ nhà của bạn thân anh thôi. Nhá. Ui giời. Thế là bảo yêu người ta thật lòng, mỗi số điện thoại thì không cho. Cái loại mày.